kết duyên người chết. Người ta chỉ thích gặp riêng tao thôi. Mỗi lần tao làm khuya nhá, là đều ở lại chăm tao. Kể ra ông này cũng quái lắm nhá. Anh tặng em nè. Từ lúc tao đeo cái vòng này là tao không còn mơ nữa đấy. Anh Ninh bảo là tao không được mê tín dị đoan. Tay bầm hết lên như thế kia mà không tin. Anh ấy không muốn ai biết về chuyện tao và anh ấy cả. Trong công ty cũng không ai biết gì về anh Ninh cả. Dọa chết em đấy à? Tiền duyên một cái là có người yêu ngay. Đã yêu đâu, vẫn còn đang tán tao mà. Mà tao chưa đi gặp thầy đâu. Sao chưa đi? Ơ kìa, tình duyên của mày lận đận như thế. Suốt ngày cãi nhau xong rồi là chia tay nọ kia, tao nghe mùi có duyên âm theo. Thỉnh thoảng vẫn gặp mấy cái chuyện ghê ghê. Chuyện gì? Mày đang nói chuyện anh Ninh cơ mà. Sao mày cứ hỏi tao những vấn đề tâm linh như thế nhỉ? Anh Ninh tốt với tao lắm. Cái con nhỏ này, chuyện quan trọng thì không lo. Dạy trai thôi à? Ông ấy thương tao lắm. Mỗi lần tao làm khuya ấy, là ông ấy đều ở lại chăm tao. Mà ông ấy cũng làm khuya luôn. Quan tâm thế thì mới tặng tao cái vòng quý này chứ. Khi người đó quay lại, tao chỉ thấy khuôn mặt là một cái hố đen sâu thăm thẳm. Một người không mặt. Rồi tao cứ mơ đi mơ lại, y hệt như thế. Thế bây giờ còn mơ nữa không? Bây giờ hết rồi. Chuyện mơ thì có thể do tao căng thẳng. Chuyện ghế thì có thể là tao tưởng tượng. Nhưng tao không hiểu là cái vết bầm này cả tháng rồi nó vẫn chưa hết. Mày đi thầy liền giùm tao đi mày. Như thế này thì chắc chắn là do duyên âm theo rồi. Vong nó thấy mày đi với người khác, nó hại mày đấy. Nhưng mà anh Ninh không muốn tao đi. Thế sao không muốn mày đi? Tay bầm hết lên như thế kia mà không tin. Anh Ninh bảo là tao không được mê tín dị đoan. Mấy cái ông thầy đấy chỉ ăn tiền thôi, chứ giúp gì được mình đâu. Thế xong đến lúc Vong nó phá cả hai đứa mày luôn thì mới trắng mắt ra. Tao cũng sợ như thế. Tao thấy có khi nó muốn hại cả anh Ninh ấy. Nó hại ông Ninh á? Anh Ninh, anh Ninh ơi, anh Ninh ơi. Em sao vậy? Trời ạ, rồi mày có kể cho ông Ninh nghe không? Có. Mày đừng nói với tao là mày kể xong rồi ông Ninh ông vẫn không tin, không cho mày đi xem thầy nha. Yêu đương cái gì? Dẹp đi!
Bây giờ tay bầm tím như thế kia thì bảo là tưởng tượng, mơ ác mộng thì không tin. Vậy là không yêu mày rồi. Không, anh ấy thương tao mà, anh ấy chăm tao lắm. Chăm mày à? Tao mới đi có mấy hôm mà mày về mày xanh xao vàng vọt thế kia rồi. Chăm cái gì mà chăm? Mày không nghe tao ấy chỉ có khổ thôi. Thế kết duyên người chết. Người ta chỉ thích gặp riêng tao thôi. Mỗi lần tao làm khuya nhá, là đều ở lại chăm tao. Kể ra ông này cũng quái lắm nhá. Anh tặng em nè. Từ lúc tao đeo cái vòng này là tao không còn mơ nữa đấy. Anh Ninh bảo là tao không được mê tín dị đoan. Tay bầm hết lên như thế kia mà không tin. Anh ấy không muốn ai biết về chuyện tao và anh ấy cả. Trong công ty cũng không ai biết gì về anh Ninh cả.